giống Phật giáo Việt Nam giống như Tây Tạng, cho nên cùng một cái dòng truyền của Nalanda như ngài Đường Huyền Trang học từ Nalanda, giống như Hàn Quốc hay là các con là người Việt Nam, chúng ta đều theo cái truyền thống tiếng Phạn, cái dòng truyền thừa của Nalanda. Ở thế giới ngày hôm nay có rất là nhiều cái tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, nên cả hàng ngàn năm đã làm lợi ích cho rất là nhiều cho nhân loại. Hiện tại cũng đang họ đang làm lợi ích cho nhân loại, cho nên chúng ta cần phải kính trọng họ. Nhưng cái dòng tuy nhiên như cái dòng truyền thừa của Nalanda chủ yếu là dùng cái lý luận để mà chứng minh Đức Phật dạy này. Các tỳ kheo, người cả trí khéo khảo sát lời dạy của ta, các nung mài để giống như là từ thử vàng, không vì kính mà tin theo lời ta dạy. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật tùy theo cái vị đệ tử mà Đức Phật thuyết giảng, cho nên nếu nó không dùng cái lý luận phân tích thì nó sẽ không hợp lý. Cho nên trong cái lời dạy Đức Phật chúng ta cần phải phân ra làm hai, liệu nghĩa bất liệu nghĩa, là cách nó đặc biệt trong cái Nalanda. Cho nên theo cái dòng truyền thừa của Bali là điều theo y theo tin theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà theo cái dòng truyền thừa của Nalanda, tuy là lời dạy của Đức Phật, nhưng chúng ta xem thử có hợp lý hay không hợp lý. Nếu không hợp lý, nó nghịch với, nó mâu thuẫn, thì mình nói Đức Phật có mục đích riêng, cho nên Ngài thuyết dạy vậy thôi, cho nên không y theo ngôn từ để giải nghĩa. Theo cái dòng truyền thừa Nalanda, thì chúng ta dùng cái lý luận để phân tích. Nếu nó không hợp lý, cho nên chúng ta hãy đặt vào cái loại kinh là bất liệu nghĩa. Cho nên cái tư tưởng này nó rất là hợp với khoa học. Cho nên rất là nhiều tín ngưỡng tôn giáo, trong đó chúng ta là Phật giáo, mà đặc biệt theo dòng truyền thừa Nalanda. Cho nên không chỉ là tính tin theo, mà chúng ta phải dùng lý luận để phân tích. Cho nên khi mà khoa học đang phát triển, cho nên cái triết học Phật giáo có thể đi cùng với cái khoa học. Nên trong tiếng Tạng thì 100 bộ kinh được dịch sang tiếng Tạng, trong đó có kinh, luật và luận. Trong lời dạy trong tiếng Phạn chủ yếu là dạy rất nhiều về những cái pháp hành của vị Bồ Tát, dạy rất là nhiều về cái tâm Bồ Đề và chân như tính không. Cho nên trong đó nói là trong đó có hai cái là tùy tính hành, tùy pháp hành. Cho nên là những người mà có trí thì phải dùng lý trí để mà phân tích khảo sát lời dạy Đức Phật. Cho nên các con là người Việt là cũng là chủ yếu là duy trì và học tụng kinh Bát Nhã. Cho nên dòng truyền thừa cái dòng truyền thừa của Nalanda, cho nên cái đầu bự của con phải đồng đầy những cái tư tưởng trí tuệ của Nalanda. Cho nên trong căn bản Trung Quán Luận, trước khi chia trong tiếng Tạng chưa được dịch sang thì tiếng Hoa đã được dịch, cho nên là đã có trong tiếng Việt của chúng ta, như trong nhập Trung Luận và tự thích nhập Trung Luận. Nên hầu như là nó đã có trong tiếng Việt của các con, cho nên các con nhất định phải học cái bộ luận này. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Còn hơn thế nữa, chúng ta đi duy trì cái dòng truyền thừa của Nalanda. Chúng ta đi học theo tư tưởng của Ngài Long Thọ, cho nên chúng ta học những bộ luận của Ngài Long Thọ. Cho nên là tất cả các pháp tự tính nó rộng không, nó không có tự tính. Cho nên chúng ta từ khảo sát để suy tư. Trong cái dòng cảm xúc của chúng ta, nó làm cho bất an, do đó là phiền não, nó làm cho chúng ta bất an. Cái tâm nào nó khởi lên, nó làm cho cái người ấy thì cảm thấy không có hạnh phúc, bất an. Cho nên làm thế nào đối trị cái phiền não? Cái gốc của đoạn trừ phiền não đó chính là không tính kiến, là chân như duyên khởi. Cho nên trong cái dòng truyền thừa của ba là tiếng Phạn, là cái bộ luận của Ngài Long Thọ là tuyệt vời nhất. Cho nên là 70 năm chúng tôi đã tư duy về cái tính không, nhập Bồ Tát Hạnh có trong tiếng Việt phải không? Cho nên trong nhập Bồ Tát Hạnh dạy rất rõ về những cái pháp hành của một vị Bồ Tát. Cho nên như các con mà học được như vậy, để
để cho mình học đó để giảm đi cái ái trọng tự thân. Nên khi mình giảm đi thì được kết quả. Nó là cái nguyên nhân nó làm cho chúng ta được bất an, làm cho chúng ta bất an, đó là chính ái trọng tự thân và cái chấp thật. Và chân như duyên khởi không tính kiến, nó giảm thiểu đi, nó giảm đi cái chấp ngã chấp thật, cho nên các con sẽ được kết quả là sẽ được bình an, tịch tịnh. Cho nên Đức Phật nói ta là người chỉ con đường, các con phải tự dấn thân giải thoát. Cho nên các con phải tự dấn thân thực hành, chứ Đức Phật không có gia trì, cho nên con sẽ được giải thoát đâu. Cho nên từ nhỏ tôi sống ở trong một cái xã hội ở Tây Tạng, từ nhỏ đã biết quy y Phật, đã biết tín ngưỡng Phật pháp. Nhưng dần dần học kinh điển, không những là văn huệ sinh mà còn cả tư huệ sinh. Khi tư huệ sinh thực sự nó có khả năng để chuyển hóa tâm tư tưởng của mình. Cho nên khi nói khi mà đến đảnh đại Đức Đạt La Lạt Ma, Đức La Lạt Ma không có ban cái gì mà cục thể, cho nên Đức La Lạt Ma chỉ biểu con học học kinh luận. Cho nên là các con phải nhớ để mà học kinh luận. Cho nên những cái bộ kinh luận nào mà nó có trong tiếng Tạng mà không có trong tiếng Việt mà con thấy nó có lợi ích cho tiếng Việt thì con phải nhận lấy trách nhiệm để mà chuyển ngữ sang tiếng Việt thì rất là tốt. Xin cảm ơn.